Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em phân môn tập đọc tuần 23. Các em hãy quan sát bức ảnh và cho cô biết đây là loài hoa nào. À, đây chính là loài hoa phượng. Chắc hẳn các em đã rất quen thuộc với loài hoa này bởi vẻ đẹp của nó, đúng không nào? Hoa phượng còn được gọi là hoa học trò. Và bài tập đọc hôm nay chúng ta học có tên tựa đề bài đó là Hoa học trò, là tác phẩm của nhà tác giả Xuân Diệu. Sau đây cô xin giới thiệu vài nét về tác giả Xuân Diệu. Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1916 và mất ngày 18 tháng 12 năm 1985, quê gốc ở làng Trảo Nha, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nhưng sinh ra và lớn lên tại Bình Định. Xuân Diệu là thành viên thứ 7, cũng là thành viên cuối cùng của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, một trong những tổ chức văn nghệ sĩ tiêu biểu và nổi tiếng nhất ở miền Bắc thời kỳ bấy giờ. Ông là cây bút chủ đạo trong một thơ mới trên báo Ngày Nay, tờ báo của Tự Lực Văn Đoàn. Bên cạnh sáng tác thơ ca, ông còn tham gia viết báo, phê bình văn học, dịch sách. Ông đã được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 về văn học nghệ thuật năm 1996, là cây đại thụ trong nền thơ ca Việt Nam. Bởi vậy, di sản sáng tác của ông để lại vô cùng đồ sộ với hơn 450 bài thơ, truyện ngắn. Ngoài ra, còn số lượng lớn những bài bút ký, phê bình văn học, trường ca và rất nhiều bài báo khác. Vừa rồi, cô đã có vài lời giới thiệu đôi nét về tác giả Xuân Diệu. Vậy, vì sao Xuân Diệu lại gọi hoa phượng với cái tên thân thương là hoa học trò? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học hôm nay nhé! Với phần đầu tiên là luyện đọc đúng. Bây giờ, các bạn sẽ chú ý lắng nghe phần đọc mẫu nhé! Hoa học trò. Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành. Phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ lửng. Mỗi hoa chỉ là phần tử của cả xã hội thắm tươi. Người ta quên đóa hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến tán hoa lớn, xòe ra như muôn ngàn con đường thắm độ khít nhau. Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh, vừa buồn mà lại vừa vui, hồi là nỗi niềm bông phượng. Và phượng là hoa học trò. Mùa xuân, phượng ra lá, lá xanh um, mắt rượi, non lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e ấp, dần dần xòe ra cho gió mưa đẩy. Lòng cậu học trò, khuây khối làm sao, cậu chăm lo học hành. Rồi lâu cũng vô tâm quên mất màu lá phượng. Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo một tin thắm, mùa hoa phượng bắt đầu. Đến giờ chơi, cậu học trò ngạc nhiên trông lên. Hoa nở lúc nào mà bất ngờ vậy? Bình minh của hoa phượng là màu đỏ còn non, nếu có mưa lại càng tươi dịu. Ngày xuân dần hết, số hoa tăng lên, màu cũng đậm dần. Rồi vài nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẽ kêu vàng. Hè đến rồi, các thành phố bỗng rực lên, như đến Tết, nhà nhà đều dạng câu cứ động. Vừa rồi các bạn đã lắng nghe phần đọc mẫu của bài tập đọc ngày hôm nay. Vậy theo các bạn, với bài tập đọc này, chúng ta sẽ đọc với giọng đọc như thế nào? À, với bài tập đọc này, các em sẽ đọc với một giọng nhẹ nhàng, suy tư để cảm nhận được vẻ đẹp đặc biệt của hoa phượng và sự thay đổi bất ngờ của màu hoa phượng theo thời gian nhé. Sau đây, cô có một số từ khó đọc cần lưu ý các bạn. Đó là từ đầu tiên là từ đỏ rực. Từ tiếp theo là từ muôn ngàn. Từ tiếp theo là từ mát rượi. Và từ cuối cùng là từ chói lọi.
Và trong bài có một câu hỏi thể hiện tâm trạng ngạc nhiên của cậu học trò mà các em cần lưu ý lên giọng ở cuối câu, đó là câu: hoa nở lúc nào mà bất ngờ vậy? Và tiếp theo cô lưu ý ở trong bài có một đoạn cần nhắc nghĩ, câu hơi bị dài, câu sau đây: đến những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. Và trong bài cũng có một số từ khó cần phải được giải nghĩa, đó là từ phượng nè, từ phần tử nè, vô tâm và tin thắm. Sau đây các bạn cùng lắng nghe cô giải nghĩa các từ này nhé. Phượng là cây bóng mát có hoa màu đỏ, hoa mọc thành từng chùm. Phần tử là một bộ phận, một phần trong cái chung. Vô tâm là không để ý những điều lẽ ra cần phải để ý. Tin thắm có nghĩa là tin vui, và từ thắm là từ đỏ nha các bạn. Và bài tập đọc hôm nay của chúng ta được chia làm 3 đoạn. Đoạn đầu tiên là từ phượng không phải là một đoá cho đến con bướm thắm đậu khít nhau. Đoạn thứ hai là từ nhưng hoa càng đỏ cho đến hoa nở lúc nào mà bất ngờ vậy. Và đoạn cuối cùng là bình minh của hoa phượng là màu đỏ còn non cho đến hè đến rồi, khắp thành phố bỗng rực lên như đến Tết, nhà nhà đều dán câu đối đỏ. Vừa rồi các bạn đã nắm được bài tập đọc ngày hôm nay của chúng ta có 3 đoạn rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng đến với phần tiếp theo, đó là phần tìm hiểu bài. Sau đây cô mời các bạn đọc thầm đoạn 1 và đoạn 2 và chuẩn bị trả lời cho cô 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tại sao tác giả lại gọi hoa phượng là hoa học trò? Và câu hỏi thứ hai là vẻ đẹp của hoa phượng có gì đặc biệt? Các bạn cùng đọc thầm 2 đoạn trên và trả lời câu hỏi giúp cô nhé. Các bạn đã có câu trả lời cho mình chưa nào? Bây giờ các bạn cùng xem câu trả lời của các bạn có đúng không nhé. Với câu số 1. Cô có câu trả lời như sau: vì phượng là loài cây rất gần gũi, quen thuộc với học trò. Phượng thường trồng trên các sân trường và nở vào mùa thi của học trò. Thấy phượng, học trò nghĩ đến kỳ thi và những ngày nghỉ hè, hoa gắn liền với những kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò. Còn câu trả lời của câu 2, vẻ đẹp của hoa phượng có gì đặc biệt? Vậy vẻ đẹp của hoa phượng có đặc biệt là? Cô sẽ có hình minh họa cho các câu trả lời nhé. Hoa phượng màu đỏ rực, đẹp không phải ở một đoá, mà cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. Hoa phượng nở nhanh đến bất ngờ, làm cho thành phố bỗng rực lên như Tết. Bây giờ các bạn hãy đọc thầm đoạn cuối cùng là đoạn thứ 3 và chuẩn bị câu trả lời cho cô câu hỏi số 3. Màu hoa phượng thay đổi như thế nào theo thời gian?
Các bạn đã có câu trả lời cho mình chưa nào? Bây giờ cô sẽ giúp các bạn trả lời câu này nhé. Màu hoa phượng thay đổi theo thời gian là, cô sẽ kèm với hình ảnh. Bình minh của hoa phượng là màu đỏ còn non. Nếu có mưa lại càng tươi dịu. Hòa nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẽ kêu vang. Đó là ba câu trả lời của ba câu hỏi trên. Vậy bây giờ cô có một câu hỏi cuối cùng. Bài văn miêu tả loài hoa gì? Loài hoa đó gắn với ai? Các bạn cùng suy nghĩ và trả lời nhé. Các bạn đã có câu trả lời chưa nào? Bây giờ cô sẽ giúp các bạn trả lời nè. Bài văn tả vẻ đẹp độc đáo của hoa phượng, loài hoa gắn với những kỷ niệm và niềm vui của tuổi học trò, và đó chính là nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Đã đến lúc kết thúc tiết học rồi. Cô cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài giảng của cô. Xin chào tạm biệt các bạn.